Trận chiến hải sản ở biển Nam Trung Hoa do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Tranh chấp chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển Nam Trung Hoa ngày càng gay gắt do số tài nguyên thiên nhiên dồi dào như dầu hỏa và khí đốt, hải sản cũng như thế chiến lược tại châu Á-Thái Bình Dương. Bắc Kinh yêu sách chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa vượt quá mức ấn định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, viết tắt là UNCLOS năm 1982. Tuy không được bất cứ quốc gia nào công nhận, mà Trung Quốc vẫn sử dụng sức mạnh quân sự hùng hậu, vượt trội để thiết lập chủ quyền 90% trong tổng số 4 triệu km vuông của biển Nam Trung Hoa. Chính sách cắt lát xúc xích và tầm ăn dâu của Bắc Kinh làm cho các dân tộc duyên hải Đông Nam Á tức giận và oán thù mà đành ngậm đắng nuốt cay. Trung Quốc ôm tham vọng biến biển Nam Trung Hoa thành chiếc ao nhà, làm mất thế cân bằng chiến lược có thể dẫn tới chiến tranh Mỹ-Trung. Tòa án trọng tài thường trực về luật biển PCA phán hồi tháng 7 năm 2016, đường chín đoạn không có giá trị pháp lý. Bắc Kinh ngăn cản ngư dân Đông Nam Á hành nghề hợp pháp bên trong đường chín đoạn, xúi dục tàu đánh cá Trung Quốc vào khu vực đặc quyền kinh tế EEZ của các quốc gia duyên hải Đông Nam Á để khai thác hải sản. Trung Quốc có đội tàu đánh cá nhiều nhất thế giới đang được Bắc Kinh biến thành lực lượng dân quân biển để vừa hành nghề, vừa bảo vệ vùng nước lịch sử. Một khái niệm không có trong UNCLOS. Tuy nhiên, sự phản đối của các nước Đông Nam Á về nghề đánh cá ít gay gắt hơn chủ quyền và quân sự. Trữ lượng hải sản ở biển Nam Trung Hoa chiếm 12% lượng đánh bắt của toàn thế giới, nên có 55% tàu đánh cá quốc tế tới hành nghề, mà Trung Quốc và Đài Loan chiếm đa số. Cả khu vực này đánh bắt hải sản bằng 8% tổng số toàn thế giới. Trung Quốc đứng số 1 trên thế giới về đánh bắt hải sản. Sinh kế của hàng trăm triệu người sống ở ven biển Nam Trung Hoa dựa vào khai thác ngư sản. Thống kê từ Việt Nam cho biết, trữ lượng hải sản trong vùng biển của Việt Nam vào khoảng 5 triệu tấn mà mỗi năm khai thác 2.3 triệu tấn. Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc Food and Agriculture Organization of United Nations FAO cho biết, một trong năm người trên thế giới nhờ vào cá như nguồn chất đạm chính, hơn 200 triệu người dựa vào đánh bắt hải sản làm sinh kế và an ninh lương thực. Tổ chức này cảnh cáo hơn 80% loài cá bị cạn kiệt hoặc không thể sinh sản tối đa. 7 trong số 10 quốc gia quanh biển Nam Trung Hoa yêu sách một vài hoặc toàn bộ các thực thể địa lý, tạo ra mối căng thẳng chính trị và hải quân khiến cho ngư dân không phải tàu, khó đánh bắt quá xa bờ. Tranh chấp chủ quyền kéo dài sẽ ảnh hưởng tới nghề đánh cá bất hợp pháp trong khu vực như sử dụng thuốc nổ, chất độc để tối đa hóa việc đánh bắt hải sản. John McManus của University of Miami cho biết, lượng cá ở biển Nam Trung Hoa ít hơn 1 trên 10 so với 60 năm qua, có thể dẫn tới sự sụp đổ của ngành ngư nghiệp trên thế giới. Nhằm bù đắp sự cạn kiệt hải sản thiên nhiên mà ngư dân kinh doanh trại cá hoặc nuôi trồng thủy sản trong lòng, các trại cá cung cấp 50% trong tổng số 167 triệu tấn cá trên thế giới. Các chuyên gia tin rằng sẽ cần thêm 40 triệu tấn vào năm 2030 mới đáp ứng được nhu cầu chất đạm cho giới tiêu thụ. Nhưng trại cá thường thải ra phó sản, chủ yếu là đạm tố, nitrogens vào đại dương, khiến không còn chỗ sinh sống cho các loài hải sản. Vì thế, nhiều quốc gia đã hạn chế trại cá hoặc cấm hoàn toàn. Các nhà chế tạo đã gắn thêm hệ thống sử dụng khi xây trại cá mà hải sản bán ra đắt hơn cá bắt ở đại dương hoặc làm ô nhiễm môi trường. Khoảng 25 năm trước,
giáo sư Jeff Van Rijen của Hebrew University of Israel phát minh giải pháp không xả, Zero Discharge, cho trại cá. Đó là một hệ thống nuôi trồng thủy sản lưu thông hoàn toàn khép kín, không phóng ra chất thải. Van Rijen sử dụng các bộ lọc sinh học và vi khuẩn phát triển để tiêu thụ phân cá. Giải pháp này hạn chế trọng lượng nước sử dụng, không ô nhiễm môi trường, có thể nuôi cá trong hồ lớn từ khi bé cho đến lúc trưởng thành để bán hoặc ăn. Không sử dụng chất phụ gia hoặc chất kháng sinh tiềm tàng gây ung thư và có thể nuôi bất cứ nơi nào. Hiện tại thế giới có hai tá trang trại kiểu này ở trên bờ đã nuôi cá hồi, cá lóc, nên chính quyền và tư nhân nên bảo đảm cho nhiều công ty chấp nhận kỹ thuật này. Các quốc gia duyên hải Đông Nam Á vốn ưa thích hải sản cần phải học hỏi và thực hiện giải pháp Zero Discharge của Israel để phát triển kinh tế và đẩy mạnh xuất cảng mà vẫn bảo vệ được môi trường lành mạnh. Hoa Kỳ nhập cảng hơn 90% thủy sản mà phân nửa đến từ trang trại, trung tâm điều hành khí quyển và đại dương Hoa Kỳ, National Oceanic and Atmospheric Administration đưa ra kế hoạch chiến lược năm 2016-2020 nhằm gia tăng sản xuất thủy sản nuôi lồng, aquaculture ít nhất 50%. Theo foreignassistance.gov, trong năm 2017, Hoa Kỳ viện trợ cho các quốc gia quanh biển Nam Trung Hoa hơn nửa tỷ Mỹ Kim. Chính quyền Donald Trump nên phân bổ cho hệ thống nuôi trồng thủy sản khép kín vì lý do sinh thái và an ninh quốc gia. Kinh tế gia nổi tiếng Peter Drucker 1909-2005 nhận định không phải Internet mà nuôi trồng thủy sản là cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn trong thế kỷ thứ 21. Muốn ngăn chặn việc đánh bắt hải sản quá mức, bảo vệ sinh vật biển, cung cấp thực phẩm lành mạnh, giải quyết mối quan ngại an ninh thì hãy tới Israel tìm giải pháp sáng tạo. Kính thưa quý vị đã theo dõi bài bình luận về trận chiến hải sản ở biển Nam Trung Hoa do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.